Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 54. Trong video hôm nay, chúng ta sang phần luyện tập. Bài tập số 1: Tìm và viết lại các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong một khổ thơ. Khổ thơ 1, mẫu là cháu thương cả hai bà. Thì từ ngữ chỉ tình cảm ở đây chính là từ thương. Rồi tương tự đối với khổ thơ 2, khổ thơ 3 và khổ thơ 4. Các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Và đừng quên comment ở bên dưới video là em đúng hay là em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng quay trở lại bài đọc bà nội bà ngoại. Khổ thơ thứ nhất: Bà ngoại bên quê mẹ, bà nội bên quê cha. Cháu yêu cha, yêu mẹ và thương cả hai bà. Thì trong khổ thơ 1, từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu ở đây chính là từ thương, được thể hiện trong câu thơ là và thương cả hai bà. Tiếp theo là các em sang khổ thơ 2: Bà ngoại chăm làm vườn, vườn bà bao nhiêu chuối. Yêu cháu bà chồng na, chẳng nghĩ mình cao tuổi. Thì trong khổ thơ này, từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu ở đây chính là từ yêu, được thể hiện trong câu thơ là yêu cháu bà chồng na. Sang khổ thơ thứ 3: Tết cháu về quê nội, biết là bà ngoại mong. Theo mẹ sang bên ngoại, lại thương bà nội trông. Thì từ ngữ thể hiện tình cảm bà cháu trong khổ thơ này đó chính là từ mong, được thể hiện trong câu thơ là biết là bà ngoại mong. Và từ trông, được thể hiện trong câu thơ là lại thương bà nội trông. Sang khổ thơ thứ 4: Hai bà hai con sông, cho phù sa đời cháu. Hai miền quê yêu dấu, cháu nhớ về thiết tha. Thì những từ ngữ thể hiện tình cảm bà cháu trong khổ thơ này đó chính là từ yêu dấu trong câu hai miền quê yêu dấu và từ thiết tha trong câu cháu nhớ về thiết tha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Khổ thơ 2: Yêu cháu bà chồng na, từ ngữ chỉ tình cảm là từ yêu. Khổ thơ 3: Biết là bà ngoại mong, từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu là từ mong. Lại thương bà nội trông, từ ngữ chỉ tình cảm ở đây chính là từ trông. Khổ thơ 4: Hai miền quê yêu dấu, cháu nhớ về thiết tha. Thì những từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu ở đây chính là từ yêu dấu và thiết tha. Tiếp theo em sang bài tập số 2, đặt các dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau. A. Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại. B. Em giúp ông bà quét nhà, nhặt rau cho gà ăn. Rồi ở đây các em lưu ý, giữa các bộ phận có cùng chức vụ trong câu thì các em sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách chúng, phân tách chúng ra. Được chưa? Rồi nói một cách nôm na cho các em dễ hiểu là trong câu có những từ ngữ chỉ sự vật được viết gần nhau thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách, hoặc là có những từ ngữ chỉ hoạt động viết liền nhau thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi trước hết là câu E: Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại. Thì ông bà nội, ông bà ngoại
Ở đây là những từ ngữ chỉ sự vật. Những từ ngữ chỉ sự vật viết liền nhau thì các em sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách. Ông bà nội phẩy, ông bà ngoại, giúp cho nghĩa của câu nó được rõ ràng hơn. B. Em giúp ông bà quét nhà, nhặt rau cho gà ăn. Thì quét nhà này, nhặt rau này, cho gà ăn này là những từ ngữ chỉ hoạt động. Những từ ngữ chỉ hoạt động được viết liền nhau, gần nhau ở trong câu thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy để phân tách ra cho nghĩa của câu nó được rõ ràng hơn. Ở đây quét nhà phẩy này, nhặt rau phẩy này, cho gà ăn. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.